Xin chào các bạn, trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình ra bờ sông trước cửa nhà mình các bạn. Mình đi hái mấy trái mít non vô mình chấm muối ăn chơi các bạn. Thì bây giờ mình buồn quá, không biết làm gì, mình hái trái mít ăn chơi. Đây đằng trước nhà mình. Tẻ cơ mà. Đây, cây hai trái, tỉa một trái. Rồi, như đây ăn xỉu luôn. Đây cái sông bây giờ nó cạn nước các bạn. Con kênh của mình rất là rộng. Bề ngang hơn 10 mét á. Rồi để đây. Ôi rằng sao ha, rửa chứ. Mấy bầy đó giờ có biết ăn mít non không? Mít nằm mít non chấm muối. À, ăn ngon. Ăn ngon không? Chết. Con ăn có 3 lần đầu tiên thấy món này không? Rồi rồi, thằng Chí chiên cái gì? Ngon lắm đấy. Đây, cái món lạ lùng đây. Rồi mình xắt lắc lát rồi các bạn ơi. Bỏ cái đầu. Một mình ăn một trái mít luôn các bạn ơi. Bỏ cái đầu. Rồi cái này mà dặn nhúng vô bột chiên là thầy luôn. Rồi xong. Dứt thôi các bạn ơi. Cậu ba nghèo rồi, cậu ba ăn mít non chấm muối luôn. Một trái 5 kg, ba trái 30 kg luôn các bạn ơi. Bây giờ mình không có cái gì để ăn hết, mình ăn muối thôi, trắng nữa các bạn. Rồi vậy xong đó. Đơn giản nghe không? Mít non chấm muối đó. Rất đồ này của mẹ mình à, không phải được. Này cái dao bào tay trái của mình nè các bạn. Nè, cái lưỡi ngược nè. Mình có tham gia vào cái hội đồng nấu ăn đó. Rồi dứt thôi các bạn. Đó, bây giờ mình ăn ăn mít non các bạn. Trái bự hơn ngón tay mình chút nè. Còn trái này bằng ngón tay nè. Đó. Ăn với muối trắng các bạn. Lạ lùng chưa? Thèm thèm ăn chơi các bạn. Ăn thử ra làm sao. Hồi đó mình ăn trái này hoài vậy. Nhà mình mít xung quanh nhà.
À, mời các bạn ăn miếng miếng mít chấm muối các bạn ơi. Ờ, con ăn thử con. Để thử ăn một miếng thôi nha, nó chát nó mặn lắm á. Mít giờ dễ gì biết ăn cái này. Nó vừa chát mà nó vừa mặn. Mà bù lại nó thơm thơm cái mùi lạ lạ. Đã không? Có cái mặt ra kìa. Ăn đồ ngọt quá rồi. Ăn phải trái cây phải có đầy đủ ngũ vị. Cay mặn ngọt ngọt bùi cơ thể mới có đủ chất. Cái này mà dặn như mình sắc ra về cái mình dục vô miếng nước chanh pha với nước các bạn là nó trắng nhát à, rồi để ráo xong cái dục ba cái bột chiên giòn cho chiên. Không biết nhà còn bột chiên giòn không, lát mình lấy mình chiên thử có được đâu. Nó lớn đây, nó nhỏ quá không ai nghe. Ăn món này lạ không? Nói rồi coi. Bị nó có gì có vị gì? Chát. Rồi còn gì nữa không? Kỳ ai? Món này cậu ba cho ăn cái món. Cho nhỏ ăn cái món kỳ. Hồi đó cậu ba ăn cái món này không á. Lạc trái mít non ở dưới gốc á là tối ngày rồi ra. Với chén muối này cứ ăn tới à. Hồi xưa không có gì ăn các bạn ơi. Hồi xưa hồi mình còn nhỏ, cái đây tại mình 40 tuổi rồi, giờ hồi nhỏ xíu à. Hồi đó không có gì ăn hết. Nên ba mẹ mình thì đi đập lúa các bạn. Đi đập lúa mà trong cái bồ á, đập cái cho nó lúa không chăng ra, đập bằng tay nè, đập cành. Hồi đó mình cũng đi theo mà mình đập cái nắm cái bó lúa con nắm tay mình đập muốn không nổi luôn. Giờ cái cổ luôn hết rồi. Ba mình mạnh lắm á, ba mình hồi đó giác một cái cổ là có cái bàn đập bằng sắt rồi có một dạ mấy lúa ở trong đó nữa. Ghê không? Làm cái những cái cặp đó, đeo hai dây như cái cặp á. Giờ đây hết rồi, đây mà giờ xài máy phóng. Còn có xài máy gặt đập liên hợp á. Cái bông nó ra mùi thơm á. Thấy không? Lạ không? Mấy trái này không giờ lớn nổi. Một buồn một cái cùi mà nó ra 2-3 trái là không có lớn nổi. Chưa hè buồn ăn cái này. Trái mít khổng lồ đây các bạn ơi. Nó bị ẻo à, tay một bên à. Không lật ăn cũng bẻ dục. Không giờ lớn được. Nó phát triển dần dài múa chỗ này. Hồi hổm mình đi mua trái mít mít tôm nữ rồi à. Giật ra có một muối một à. Giật cái bật ra. Cái cùi ra cùi. Sơ là sơ. Muối có một muối. Hồi đó giờ Chí ăn một trái mít tú nữ mà có được muối nào? Muối nhiều à? Có thấy muối ít lần nào chưa? Có mấy muối à? Toàn nhiều không hả? Giữ ra hơn nữa ta. Ăn cái này có tác dụng gì không? Chát nè, muối nè, tốt cho răng, miệng, hệ tiêu hóa tốt. Cái mùa này mùa nắng ăn bậy uống bạ mà không ăn dầu chát vô là chết luôn nè. Nó thẳng ruột luôn á. Hồi nãy ăn dưa hấu rồi, giờ ăn cái này gỡ lại.
Cỡ mặt cậu ba dắt đi theo ăn, cậu ba dắt đi theo ăn, trời ăn cái gì chắc nhắc mà mặn chát nữa. Nhá thì con, còn trên đời còn nhiều vị ngon lắm, cay đắng ngọt buồn con phải ăn hết chứ. Mới có chát mà ngậm gì, vừa cay vừa đắng, phải nếm trái đắng trước chứ, cay đắng trước là mới có ngọt có bùi. Mới ra, mới mở mắt ra mà có đồ ăn ngọt với ăn bùi trước à, rồi tao đâu biết đắng cay cuộc đời đâu. Ăn này để nhớ là kỷ niệm các bạn. Với mình muốn chia sẻ cái clip này cho các bạn biết cái cảnh hồi xưa, cái thời tụi tôi đi học không có tiền gì hết. À, tối ngày cứ đi bẻ trộm trái ổi chát ngắt, bẻ trộm trái này trái kia. Bây giờ con nít bây giờ đưa hai sắt ổi nọ tách ra, lãi hộp ra, bỏ tủ lạnh, năn nỉ nó ăn nó không ăn. Bây giờ nó không biết nó đòi cái gì. Còn nhờ ví dụ như nhà tôi là khế chứ, khế vậy nè các bạn, còn vú sữa là bao la để cho khô rớt chơi, chơi chứ không, nó không cho ăn. Ba tôi giờ ngủ rồi các bạn, mẹ mẹ tôi giờ đang giữ em nên không ra ngồi nói chuyện được, còn nãy mới ăn cơm rồi. Bữa nay buồn quá không biết làm gì, đổ con cháu ăn chơi, ăn mà chết ăn nhiều quá nhăn nổ cứng. Lạ không? Ngon. Cái mít này chắc làm gỏi được các bạn. Mình bào ra mình làm gỏi chắc được. Cái này có nghĩ là mình chiên giòn cũng được đó các bạn. Mình chiên giòn hoặc một mình chiên bột. Này là kho chay là ngon hết sảy nè. Tôi cũng chuyên gia kho chay bản này. Ngon quá. Chát chát, ngọt ngọt, mặn mặn. Mời các bạn ơi. Các bạn thấy lạ lùng không? Bữa nay mình làm cái món lạ lùng ăn chơi mà. Rồi có chiếc xế nữa. Sau lưng tôi là cái cây khế các bạn. Nhà cái cây khế sau lưng nè. Nhà đủ loại trái. Bữa ăn cái này bữa với kia nên các bạn thông cảm, bữa nay mình là cái món lạ lùng. Các bạn khá nhiều lắm, có cây đu đủ khổng lồ, nó cao 5-6 thước bưởi. Thì bữa nay mình chia sẻ cho các bạn cái video này là cái nội dung nhớ về xưa mình thời đi học mình ăn những cái cây trái lạ các bạn. Thì bữa nay là ví dụ như trái mít non nè, mình chấm muối nè, đó là trái mà xưa sữa, nếu một cái cỡ lứa tuổi nhỏ hơn tôi phải 5-6 tuổi với lớn hơn tôi nhiều thì biết, chứ mà cỡ sắp nhỏ bây giờ dễ gì nó biết, dễ gì cho nó ăn, không biết trái lá trái gì nữa, ăn không biết ăn được không.
rồi cỡ như cháu mập của tôi, cỡ thằng cháu lúc mà con cháu tôi à, cỡ này là thấy nó ớn rồi, à. Cậu ba nó ăn ghê quá. Nhưng mà cỡ cỡ trái này mà mấy chú mấy bác lấy cục phái các bạn. Tôi thấy mỗi lần có đám tiệc thì nó mấy ổng hay bẻ chấm mít non vô, các bạn ổng ngồi trong bàn á, bỏ túi không. Ngon, cháu ăn nữa không? Ở này, cái mỏ bị gì vậy? Hai bên ngoài à, cái đành à. Ừ. Trời ơi, biểu diễn nữa. Sao tụi mấy đứa nít giờ nó mất trước ở trong cái điện thoại của bạn. Ai làm gì làm nấy chang à. Thôi mình cũng xin chia tay tại đây các bạn. Thì cái mình làm clip như thế này, mình làm video như thế này, nếu các bạn thích thì đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chia sẻ để mình có thêm động lực mình làm những video mới nha các bạn. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn. Nhai mỏ răng quá.